Xin chào các bạn, hôm nay ngày thứ 6 mùng 7 tháng 8 thì tựa game Mộng Kiếm 3D bởi nhà phát hành S-Game đã vừa ra mắt. Đây, hiện tại là mình đang ở giao diện chính của game. Thì đây là một game màn hình dọc có đồ họa 3D và có lối chơi kiểu đánh theo lượt và kết hợp yếu tố thẻ tướng. Mình đã có chơi nhân vật lên tầm level 15, 16 rồi. Đấy, để biết một số cái giới thiệu với các bạn. Ở giao diện chính màn hình của game thì có thể thấy là có rất là nhiều nút kiểu tham lam cái gì cũng cho vào. Nhưng thực ra thì cũng đúng, mình thấy cũng không thể hơn được bởi vì game này thực sự là có rất là nhiều tính năng để chúng ta khám phá và kiểu nghiền ngẫm, mày mò. Thì như thông thường thì ở cái phía góc trên màn hình nó sẽ là những cái thông tin về tiền nong rồi thể lực. Còn những cái nút mà xung quanh phía dưới nữa thì là liên quan đến nạp, rồi thư, rồi hướng dẫn vân vân. Đấy. Hiện tại là trận hình của mình có 4 người. Có thể xoay được như thế này. Con đánh chính của mình là cái con cầm kiếm này. Hai bên là hai em cánh bướm rất là xinh đẹp. Ngoài ra có một con số xấu mấy tay đây nữa. Game có cả lồng tiếng. Bây giờ thì mình sẽ đi đánh luôn để chúng ta hình dung được cái lối chơi chính của tựa game này nhé. Chúng ta sẽ bấm vào nút phụ bản này, cái kiếm đánh nhau ở góc dưới màn hình. Ở giao diện phụ bản thì chúng ta sẽ đi theo từng chương thế này, mỗi chương thì sẽ có các ải nhỏ để chúng ta vượt qua. Ngoài ra ở góc dưới màn hình sẽ thấy có cái các hoạt động khác khi mà đi phụ bản thì mình mới mở được cái trừ ma thôi. Nhưng mà thực sự thì cũng là kiểu đi chúng ta đánh boss rồi kiếm đồ mà. Đây, mình sẽ đi. Có thể thấy đồ họa và cái âm thanh của game đúng chất tiên hiệp. Và nếu mà các bạn mà từng đọc cái kiểu tiên hiệp kỳ duyên này rồi thì chắc chắn sẽ thấy các nhân vật trong game khá là quen thuộc. Còn mình thì không, bởi vì mình không đọc truyện. Game có tiết tấu nhịp độ rất là nhanh chóng. Đấy là cái căn bản và thực ra cũng do mình đang x2 tốc độ nữa và đang để chế độ tự động. Khi mà đạt level 10 chúng ta mới có thể mở được. Còn trước đó thì chúng ta phải bấm và điều khiển cái ông tóc bạc để ra skin. Ngoài ra thì khi mà phải vượt ải rồi thì chúng ta mới có thể dùng nút bỏ qua được. Chẳng hạn như kiểu đi đánh boss cao rồi không qua được ấy, thì chúng ta kiểu phải càng quét lại thì có thể dùng nút bỏ qua. Còn mới đánh một lần thì chúng ta phải ngồi xem thôi. Thực ra cũng nhanh mà. Đấy, cái ông tóc bạc này kiểu hỗ trợ, không nằm trong đội hình đâu. Ngoài ra có thể thấy là có những 3 slot, tức là sau này khi mà lên mở level càng cao thì sẽ có càng nhiều người kiểu trợ giúp mình hơn. Ố toàn lực. Hình như là có cái đặc biệt đi đánh boss cuối hay sao á. Giảm kiếm tùy phi. Thắng rồi. Đấy. Ngoài ra thì ở màn hình game thì chúng ta sẽ có đây có nút quay lại ở góc trên màn hình và nút bỏ ở góc dưới màn hình. Nếu mà dùng nút quay lại thì khi mà chúng ta đi vào phụ bản nó sẽ vẫn giữ nguyên vị trí của mình ở đây. Còn nếu mình ấn vào nút bỏ ở góc dưới màn hình thì coi như là mình bỏ nhiệm vụ này và lúc sau mình vào thì sẽ phải hoạt động và phải kiểu đi lại từ đầu ấy. Đấy, nên mình sẽ bấm vào nút quay lại. Đấy, chúng ta sẽ đi khám phá xem các tính năng khác nhé. Ở góc dưới màn hình này, đầu tiên là nhân vật. Nhân vật thì có linh cảnh. Linh cảnh là kiểu tích lũy được một số cái nguyên liệu để tăng các chỉ số cơ bản cho nhân vật chính của mình là cái con cầm kiếm ấy. Nhưng mà hết nguyên liệu mất rồi, vừa tăng. Đấy. Ngoài ra còn có cái phần luyện linh, ngự linh, đồ giám thú cưỡi gì đấy. Nói chung là đồ giám là danh sách các tướng mà mình có thể thu thập. Đấy, nếu mình không nhầm, nhìn thẻ cam này trông hoành tráng quá. Hệ thống đồng đội sẽ là những cái thẻ tướng mà hiện tại mình đang có trong tay. Thì thường thường những con mà tím, cam với cả xanh thì chúng ta sẽ để trang bị trong đội. Còn con một xám ấy thì thường để ghép, để tăng bổ trợ sức ghép vào cái con mình đang dùng.
có nguyên thần này. Thì hình như cái này là ghép thẻ tướng. Bấm vào tổ đội thì chúng ta sẽ thấy trận hình hiện tại ra trận của mình gồm có những ai và những slot như thế nào. Khi đến tầm level 40 thì chúng ta có những 10 slot. Đội hình ra trận thì kiểu rất là đông vui, kiểu vô đối luôn đấy. Đây cái ông tóc bạc mà mình bảo đây. Thì đây, lên cấp 50 thì chúng ta sẽ có những 3 slot để hỗ trợ. Vì thế là đội quân rất là mạnh. Và tương ứng thì tất nhiên đây làm kiểu boss khỏe hơn. Bấm vào từng nhân vật thì chúng ta có hệ thống trang bị cũng như là kỹ năng rồi thiên phú. Thì ở phần trang bị này chúng ta chỉ cần bấm vào nút vàng vàng ở cuối hàng là nó sẽ auto trang bị cái tốt hơn mà chưa có ai dùng. À đâu, tốt hơn cho mình mà đang có sẵn này. Đấy, phụ bản thì chúng ta biết rồi, ở túi đồ thì sẽ chia thành kiểu đạo cụ, trang bị và mảnh. Chúng ta vào đây thì có thể để nâng cấp cho cái đồ của mình. Đấy. Nâng thì thường là dùng tiền như vậy, hoặc là nguyên liệu mà chúng ta thu thập được. Đó, thì nó cũng sẽ giúp cho tùy cái đồ mà tăng các chỉ số như là máu hay là lực chiến. Đấy, rất là đơn giản thôi. Thực ra là cũng còn nhiều tính năng khác mà mình chưa mở, nên là cũng với cả cũng giới thiệu sơ qua nữa. Nhưng mà về cơ bản thì lối chơi và các cái hệ thống tính năng của game là như vậy. Đó. Nếu mà các bạn yêu thích kiểu game về tìm kiếm thì có thể trải nghiệm thử tựa game này. Game đồ họa 3D rất là đẹp mắt, nhạc cũng hay. Mà cái dung lượng của nó cũng nhẹ nữa, cũng không gọi là giật lag hay thế nào cả. Mình chơi rất là bình thường. Rồi, bây giờ trải nghiệm của mình. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các clip sau của gamehub.vn.